Vẫn tiếp tục là những sức ép được tạo ra bởi đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quang Hải, Quang Hải với những nhịp xử lý quen thuộc. Trương Tiến Anh, bên trong chúng ta có người. Dứt điểm, cú đá của Quang Hải. Ngay ở những phút đầu tiên của hiệp 2 thì vẫn là những cơ hội được tạo ra bởi cao thủ áo đỏ.